Rồi, xin chào anh chị bạn trở lại với trên đầu sơi. Hôm nay em quay cái mẫu xe đang nói là rẻ nhất của dòng Mazda nhé. Đây là bản Mazda 2 bản số tự động 1.5 AT. Bản này thì niêm yết của nó là 420 triệu. Thì tháng 1 đến tháng 2 2024 này bên em bán chạy Tết là giá của nó đang bán là 415 triệu và tặng kèm thêm phụ kiện cho xe nhé. Phụ kiện thì nó tùy vào thời điểm. Thường thì bọn em vẫn tặng đầy đủ như là nhắn phim rất nhiệt, đánh thẳng, lót chân. Các bác nào mà có nhu cầu lắp như khách hàng của em này, lắp thêm phụ kiện cho xe này, hoặc là làm thêm màn hình cam lùi, mình có thể tham khảo. Đấy, thì em quay cái một chiếc xe mà chuẩn bị bàn giao, cũng như là cái phụ kiện cơ bản theo xe để mình nắm được. Thì với cái mức giá khoảng 415 triệu, xe này là xe nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan nhé, máy 1.5. Về cơ bản thì kích thước của nó cũng được đánh giá vào tầm hạng B rồi, như em đánh giá B trừ. Thì cái mức giá của nó ra biển thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 470, 480 các bác ở Bắc Ninh. Thì cái phân khúc này thì mình mua đa phần là sẽ là hạng A, như kiểu i10 các thứ chẳng hạn, đúng không ạ? Tuy nhiên là mình có thể cân nhắc tham khảo sang Mazda 2, mặc dù là cái option cơ bản của xe thì nó cũng phải nói là cũng thiếu sót nhiều thứ, ví dụ như là ghế nỉ này. Đấy, cũng không có nút bấm cruise control hay là điện thoại dành tay. Đấy ạ, thì đây màn hình này, đây là màn hình độ thêm nhé, em độ thêm cho khách. Cục gương tự động. Thật ra thì bọn em làm chi phí nó cũng sẽ rất là hợp lý thôi. Đây mình có thể tham khảo nhé. Màn hình này, ca hành trình này. Đấy, tầm này thì IK là màn hình rất đẹp rồi. Đấy, tầm khoảng vài triệu thôi là các bác có một cái màn hình Android đầy đủ rồi. Chỉ đường các thứ là ok. Đấy, bọn em tặng thêm cho khách hàng móc chìa khóa nhé. Phanh tay. Đấy, chế độ lái Sport và hộp số tự động. Cái này thì điều hòa cơ, nó hơi buồn tí này, của Nhật này. Lấy gió ngoài, lấy gió trong rồi. Tuy nhiên thì với một số cái chi phí mình bỏ ra thì mình có thể nâng cấp chiếc xe lên sử dụng tốt hơn rất là nhiều. Đây, xe mới nguyên bản nhé. Thì bây giờ nó mặt dưỡng hay là màn hình làm rất là tốt rồi, mình yên tâm. Đây, hàng ghế thứ hai. Và đặc biệt là anh em bảo với cái kích thước B trừ thì mình có cái cốp. Đây, bên em đầy đủ nhá. Vẫn giữ lại đầu CD zin cho khách này. Đó, bộ cứu hộ này, lót cốp này. Đấy, bên em giữ hộp bảo hành chính hãng màn hình cho khách. Bác thấy cốp rộng ạ. À, ok. Tầm khoảng dưới 500. Mình có thể mình chưa biết. Hoặc là mình chê nó nghèo nàn option, tuy nhiên thì các bác độ giúp em khoảng tầm đôi chục thì nó đẹp hơn rất là nhiều và nó sử dụng tốt hơn rất là nhiều. Đó, sơ nhanh về cái Mazda 2 AT bản rẻ nhất của Mazda hiện nay bên em đang bán nhé. Anh chị có nhu cầu tham khảo và mua xe thì cứ bấm máy alo trực tiếp giúp em để em tư vấn thêm. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.